rất vội vàng, ta trở về Đà Lạt. Nhưng khung cảnh thần tiên của nó, nhạc đã thừa ca ngợi, thơ đã thừa bồng bế, ta còn biết nói gì thêm nữa. À, còn một gã thi sĩ đã định nghĩa tình yêu ở Đà Lạt. Ai đã nghe định nghĩa ấy chưa? Hàng Mặc Tử đó. Hàng Mặc Tử bước chân tới chỗ nào là chỗ ấy thành bất hủ. Một thời xa xôi lắm, Hàng Mặc Tử tới Đà Lạt, ngồi suốt đêm bên bờ hồ Xuân Hương và nghĩ dùm anh, dùm tôi, dùm em, một bài học về yêu đương. Nhưng Hàng Mặc Tử đã nghĩ về yêu đương như thế nào trong Đà Lạt trăng mờ? Xuân Diệu định nghĩa tình yêu trước Hàng Mặc Tử kia, hãy nghe Xuân Diệu kể. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Có nghĩa gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Hàng Mặc Tử không chịu Xuân Diệu khi một thi sĩ nói về tình yêu. Tưởng chim đã ngưng hót, tưởng lá đã ngừng bay, vì tình yêu ngây ngất lắm. Thế mà cần nói tình yêu như thế nào, anh là thi sĩ, anh lại làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Hàng Mặc Tử khó chịu quá, nhấn bút sáng tạo thi ca. Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều, để nghe dưới nước đáy hồ reo, để nghe tơ liễu rung trong gió, và để nghe trời giảng nghĩa yêu. Thôi thì ta hãy nghe lời Hàng Mặc Tử khi ta nhớ quê hương. Đà Lạt là nơi ta gửi hồn về, lắng tai nghe trời giảng nghĩa yêu.
Cách chờ gọi về cho thắm